Chiều ngày 30 tháng 7, đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy chủ trì hội nghị ban thường vụ thành ủy lần thứ 67, khóa 9 nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 11 dự thảo báo cáo tờ trình về phương án phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2024, tờ trình về việc đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024, Báo cáo kết quả giả soát đánh giá thực trạng quản lý sử dụng thiết chế văn hóa thể thao xóm tổ dân phố, trung tâm văn hóa thể thao các xã phường trên địa bàn thành phố Sông Công Báo cáo tiến độ xây dựng xã Bá Xuyên xã Tân Quang trở thành phường theo nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu và báo cáo giải trình làm rõ các nội dung có liên quan, đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận năm 2024 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sông Công lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, các đồng chí ủy viên ban thường vụ cần tích cực nêu cao vai trò lãnh đạo, khơi dậy tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, từ đó nâng cao hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng đảng đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân giao, trong đó tập trung cao độ công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra, tập trung nâng cấp sửa chữa đường cách mạng tháng 8, dự án trọng điểm của thành phố.